Xin chào các bạn, xin cảm ơn các bạn đã đến với cái video này. Và video này mình xin nói với các bạn 5 điều sẽ khiến các bạn trở nên giàu có nhanh nhất có thể. Thực ra thì chúng ta sẽ thường nghĩ rằng trở nên giàu có hay kiếm được thật nhiều tiền nó phải là một cái cách gì đó. Nó sẽ có được sự giàu có ngay lập tức và sẽ có được sự giàu có nhanh. Khi mà nói về điều đó thì chúng ta phải cẩn thận với cái lối suy nghĩ đó. Bởi vì cái việc mà chúng ta khao khát và mong ước chỉ muốn giàu nhanh, chỉ muốn giàu thật nhanh, rất dễ sa vào sự lừa dối, sa vào sự cám dỗ, sa vào để đóng cờ bạc hay là đầu tư hay là làm những cái việc gì đó sẽ là cái cơ hội để cho người khác lừa dối chúng ta. Bởi vì chúng ta mong ước khao khát được giàu nhanh, đó là cái nguy cơ xuất phát từ cái lòng tham lam. Thì họ sẽ lợi dụng cái sự tham lam mong ước được giàu nhanh của chúng ta mà đưa chúng ta vào một cái bẫy chuột. 5. Cái lối tư duy này giúp các bạn nhanh nhất bước ra khỏi sự nghèo khó. Cho nên các bạn phải nghe thật kỹ cái điều này, nghe thật kỹ điều này nếu như các bạn chưa giàu. Điều thứ nhất mà các bạn có thể làm ngay bây giờ, ngay lập tức bây giờ, đó là trả hết mọi khoản nợ. Trả hết mọi khoản nợ, không còn nợ nữa, xóa nợ hết tất cả cho lộc. Tất cả những người nợ nần, tất cả những người luôn luôn làm được bao nhiêu thì trả góp bấy nhiêu, làm được bao nhiêu thì trả nợ bấy nhiêu, làm được bao nhiêu thì phải chi phí bao nhiêu, thì những người đó không khác gì đó, kiếm tiền mà đựng trong cái túi thùng cả, đựng trong cái túi thùng. Cho nên chúng ta phải khâu cái túi đó lại ngay, khâu cái túi đó lại ngay. Cho nên phải trả hết mọi nợ lần. Có một người nói rằng em nợ bây giờ là 4 tỷ. Theo anh thì có cách nào để trả nợ không? Bây giờ phải kiếm cách nào đó kiếm tiền thật nhanh hay kiếm tiền thật mau để em trả nợ. Nếu như mà có cách nào đó kiếm tiền thật nhanh thật mau thì những cái người cho vay nặng lãi họ đã không cần phải cho chúng ta vay tiền, họ sẽ dùng tiền của họ để kiếm tiền thật nhanh, đúng không? Thế thì cho nên chúng ta phải nhớ như này: khi mà các bạn lâm vào tình trạng 4 tỷ thì các bạn phải suy xét về tất cả tài chính các bạn có. Thì Lộc mới hỏi người ta bây giờ tài sản có những gì, người ta bảo là nói chung là giờ em không còn gì, chỉ có một cái xe máy, rồi là nhà cửa thì chỉ có vài thứ đồ bán đi không giá trị gì. Thế thì Lộc hỏi là thế nhà có sổ đỏ không? Ở nhà này có sổ đỏ, thế thì đứng tên của ai? Họ nói là đứng tên em luôn, đứng tên em. Thế thì thế nhà bán đi thì có được 5 tỷ không? Họ nói là nếu mà nhà bán đi phải được hơn 5 tỷ, thế thì phải bán nhà trả nợ. Và họ giật mình cái điều đó, họ thấy là em bán nhà thì em ở đâu? Và Lộc nói luôn đó là cả kể phải đi ở nhà thuê cũng phải bán nhà để trả nợ. Nhưng trên thực tế thì em bán được cái nhà này, em sẽ có được 5 tỷ, hơn 5 tỷ đúng không? Thì em vẫn có thể mua được cái nhà dưới 1 tỷ hoặc mua một cái nhà vài trăm triệu để ở. Rồi sau đó còn một số tiền chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Bởi vì nếu như em không trả nợ ngay bây giờ thì các con nợ sẽ đến đòi, và cứ đòi nhiều quá em sẽ bị áp lực về kinh tế, rồi stress, rồi căng thẳng, rồi đầu óc hỗn loạn. Em sẽ không làm ăn được, em sẽ không kiếm tiền được và em sẽ không đưa ra những quyết định đúng để kiếm nhiều tiền được. Cho nên phải trả nợ để cho đầu nó, óc nó nhẹ nhàng đi, phải trả nợ để cho tâm tư nó được giải phóng đi. Chúng ta phải trả nợ, các bạn nhớ nhá, chúng ta phải trả nợ. Vì cái người trả nợ là người có trách nhiệm với cuộc đời, có trách nhiệm với đồng tiền và có trách nhiệm với bản thân, cũng như là có trách nhiệm với tiền của người khác, thì sau này họ sẽ có trách nhiệm với tiền của họ. Họ trách nhiệm với tiền họ. Chứ người nào cứ lợ hết người này người kia rồi lợ mãi không thể trả, là người đấy là người vô trách nhiệm với chính cuộc đời của họ và vô trách nhiệm với tiền của người khác, thì họ cũng sẽ vô trách nhiệm với tiền của bản thân họ. Họ sẽ không giàu được. Những người luôn luôn lợ lần, luôn luôn mắc lợ tài chính, luôn luôn trả góp và luôn luôn cứ có tiền là tiêu hết, cứ có tiền là bị đựng trong túi lủng, là những người không có khả năng tài chính, và họ là những người không có khả năng quản lý tài chính, và những người đó chắc chắn luôn nghèo. Nên việc đầu tiên là các bạn phải trả hết nợ, đó là bước thứ nhất để cho chúng ta nhẹ đầu và để chúng ta bước vào hành trình quản lý tài chính được tốt. Thì cái việc quản lý tài chính nó sẽ là cái việc thứ hai mà các bạn cần phải làm để trở nên giàu có. Người giàu có là người biết quản lý tài chính, và đặc biệt chủ yếu đó là quản lý chi tiêu. Các cụ đã nói rồi, buôn tàu bán bè, đúng không ạ? Không bằng ăn dè hà tiện, tức là nói về cái việc tiết kiệm. Chúng ta phải có một cái kế hoạch chi tiêu đúng mục đích, không phải cứ thích là tiền tiêu, cứ thích là mua sắm, cứ thích là tiêu, cứ thích là tiêu. Chúng ta phải nhớ tiền, đúng không, là
là những tên nô lệ, là những tên nô lệ sẽ kiếm tiền cho chúng ta, tiền đẻ ra tiền, đúng không? Bây giờ các bạn có một con gà, các bạn giết nó đi rồi thì lấy trứng đâu mà ăn, đúng không? Muốn tiền đẻ ra tiền thì các bạn phải giữ lại tiền trong túi, không phải không được tiêu. Các bạn phải xem xét, ví dụ như Lộc muốn mua một chiếc xe mới, nhưng Lộc nghĩ rằng mua một chiếc xe mới sẽ tốn rất nhiều chi phí, mà trong khi đó xe cũ vẫn đi được, nên Lộc sẽ trì hoãn cái việc mua xe mới lại để cái số tiền mình đang có nó làm lợi ra, nó sẽ kiếm tiền khác cho mình, nó sẽ đẻ ra tiền khác cho mình. Như vậy thì chúng ta phải quản lý cái chi tiêu của mình. Khi chúng ta muốn mua điều gì đó, mua một cái gì đó, muốn mua một thứ gì đó, chúng ta phải cân nhắc xem nó có thật sự cần thiết không, và nếu như chúng ta không mua nó thì có chết không, thì có ảnh hưởng không, thì có vấn đề gì nó quá là không chịu đựng được không, thì chúng ta mới mua đó. Quản lý chi tiêu, phân bổ chi tiêu nó đúng. Các bạn sẽ có quỹ từ thiện cho bản thân, các bạn sẽ có quỹ chăm sóc bản thân, quỹ sinh hoạt hàng ngày, quỹ tiết kiệm, quỹ đầu tư dài hạn, quỹ đầu tư ngắn hạn. Chúng ta sẽ có chia nhỏ cái số tiền mà kiếm được ra thành từng phần một để chúng ta quản lý tài chính thật là dễ. Dù là trong một tháng đó các bạn đã chi tiêu hết cái số tiền mà các bạn dự định để cho việc ăn uống sinh hoạt rồi, thì các bạn cũng không được lấy cái tiền tiết kiệm, hay là lấy tiền từ đầu tư, hay lấy tiền từ cái khoản mà khác chúng ta sử dụng cho việc ăn uống chi tiêu. Bởi vì miệng ăn núi nở, đúng không? Chúng ta biết ăn bao nhiêu là cho đủ, chi tiêu rồi là mặc đẹp vào người bao nhiêu là cho nó phù hợp. Thế cho nên là chúng ta phải biết là cái lượng tài chính chúng ta đến đâu, chúng ta quản lý chi tiêu đến đâu. Thì đó là chúng ta phải chú ý. Tiếp theo là quản lý tài chính, chúng ta sẽ có việc thứ ba để trở nên giàu có, chúng ta phải làm, đó là quản lý đầu tư. Quản lý đầu tư lõn nói với các bạn đó là sẽ có đầu tư ngắn hạn, đầu tư dài hạn, đầu tư rủi ro và đầu tư lãi ít lãi nhiều, đối rủi ro thấp và rủi ro cao. Thì chúng ta phải quản lý được từng cái hạng mục đầu tư của mình. Câu nói hay nhất mà người ta thường nói dành cho người biết quản lý đầu tư, tức là quản lý tài chính khi họ đi đầu tư, đó là không thả trứng, không thả tất cả các trứng của mình vào một giỏ. Tức là các quả trứng họ sẽ phân bổ ra các giỏ khác nhau, các giỏ khác nhau. Ví dụ đó là khi các bạn có 10 triệu mà các bạn đi đầu tư hoàn toàn nó vào một cái cửa hàng, hay vào một cái mô hình kinh doanh này, hoặc vào một cái mã cổ phiếu này, nhỡ chẳng may cái mã đó nó rớt giá thì 10 triệu sẽ bay mất màu, đúng không? Hoặc là các bạn đầu tư vào một cái mô hình kinh doanh này và mô hình kinh doanh nó thất bại thì 10 triệu sẽ mất trắng, đúng không? Thì ví dụ như vậy. Thế nhưng nếu được ăn cả thì ngã vì không, các bạn thường chơi cái bài đó, ồ em tính là được ăn cả ngã vì không, em làm nhiều, làm nhiều thì đôi khi có những khi đúng, nhưng đa phần người ta làm nhiều nhưng người ta vẫn có đường lui, người ta làm nhiều nhưng người ta vẫn có phương án B, người ta làm nhiều nhưng người ta không bỏ trứng vào một giỏ. Nhỡ chẳng may chết thì sao? Nói chung làm nhiều thì đó là cái máu đầu tư, máu làm ăn, máu kinh doanh, máu tài chính chúng ta có thể làm được. Nhưng lời khuyên các bạn là chúng ta phân bổ chia nhỏ ra, có lúc làm nhiều nhưng không phải lúc nào cũng làm nhiều. Các bạn phải nhớ như vậy. Trong kinh doanh, trong làm ăn đầu tư rất cần làm nhiều, rất cần làm nhiều, nhưng chúng ta phải nhớ vẫn phải có một đường nuôi cho mình, cho con cái mình, cho gia đình mình, đúng không? Đừng để chúng ta chơi tất tay, chơi toàn bộ tài sản mình có rồi đến khi chúng ta trắng tay, chúng ta lại quay lại con số không và làm từ đầu, và chúng ta sẽ kiệt quệ, thời gian mất đi, tuổi trẻ mất đi, các thứ ta mất đi và tiền mất đi, thì chúng ta hơi bị nguy hiểm, chúng ta phải luôn luôn cẩn thận, cẩn trọng trong việc đầu tư của mình. Bởi vì đầu tư có rủi ro và không rủi ro, có rủi ro thấp và có rủi ro cao, nên chúng ta phải đa dạng hóa nó, phải đa dạng hóa sự đầu tư, chứ không thể nào chỉ tập trung vào một thứ được, không thể nào chỉ tập trung một thứ được. Bởi vì may mắn thì sẽ giàu, nhưng nếu không thì sao? Hoặc là đến một thời điểm ngã ngũ thì sao? Có những người giàu có trong một khoảng thời gian được 5 năm, 7 năm rồi, và họ nghĩ rằng họ sẽ giàu có như vậy đến suốt đời, nên họ đã chơi tất tay vào cái điều đó, chơi tất tay vào thương vụ đó, chơi tất tay vào cái lĩnh vực đó, rồi họ mới chợt nhận ra là cái sự phán đoán họ sai, họ không có phương án B nào hết. Bởi vì họ nghĩ là họ đã thành công trong vòng 5 năm qua, trong vòng 7 năm qua, thì họ sẽ thành công cả cuộc đời. Chúng ta hơi nhầm này. Tiếp theo, đó là chúng ta phải có một cái nữa, đó là khiến mình giỏi hơn. Đa phần mọi người chỉ mong ước sao mình kiếm được nhiều tiền hơn và mong chóng giàu có hơn, mà quên mất làm cho mình giỏi hơn, làm cho mình trở nên thăng tiến hơn, làm cho mình trở nên vĩ đại hơn, làm cho mình trở nên có giá trị hơn.
đa phần mọi người không làm điều này, mà chỉ mong tập trung làm sao nên nên làm sao có cơ hội để kiếm nhiều hơn, tha hóa nhiều hơn, là chúng ta hơi bị nguy hiểm. Có những người chấp nhận đánh mất giá trị bản thân, chấp nhận đánh mất giá trị danh dự cũng như kiến thức bản thân, vẫn cứ mọi thứ để có thể thêm nhiều tiền hơn. Đó là điều dẫn sai trái. Cho nên điều cuối cùng đó là chúng ta phải thăng tiến và phải trở nên giỏi hơn cho con người mình, phải đạo đức hơn, phải có tâm, phải có tầm hơn, tâm có tầm hơn thì chúng ta sẽ có tiền nhiều hơn. Chúng ta phải nhớ điều này, ta phải nhớ điều này. Khi các bạn làm một công việc, khi các bạn làm công việc thì luôn luôn một công việc nó sẽ có cái thu nhập, nó sẽ có cái thu nhập. Nhưng hãy nhớ này, chúng ta đừng bị cái thu nhập đó kiểm soát hoàn toàn cuộc đời chúng ta. Tức là chúng ta sẽ không lệ thuộc vào bất cứ một thu nhập nào hết, mà chúng ta phải khiến cho mình có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn trong sự nghiệp của mình, trong các nơi khác. Có nhiều cách, nhiều nguồn, nhiều cái phương diện để chúng ta kiếm được tiền, để chúng ta không bị đồng tiền làm chủ chúng ta, mà chúng ta luôn luôn giỏi hơn, chúng ta luôn luôn giỏi hơn, để chúng ta mang lại nhiều giá trị hơn, để chúng ta kiếm được nhiều tiền với nhiều cách hơn, thì chúng ta sẽ có một sự nghiệp phi thường hơn. Chứ không phải là chúng ta chỉ chăm chăm vào làm sao đầu tắt mặt tối kiếm thật nhiều tiền, thì đó chưa phải là cách. Mà chúng ta hãy trở nên giỏi hơn, giá trị hơn, bán bản thân mình với một mức giá đắt hơn. Các bạn nhớ như vậy. Tiếp theo, cái cuối cùng mà Lộc muốn chia sẻ, cái bí quyết thứ 5 mà Lộc muốn nói với các bạn, đó là các bạn hãy có thêm các nghề tay trái. Các cụ thường nói như thế này: một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Nhưng các bạn nhớ này, đừng chỉ kiếm tiền bằng một nghề, đừng chỉ kiếm tiền bằng một nghề, hãy thử thêm các nghề khác. Nếu như các bạn có một đống nghề, có quá nhiều nghề thì sẽ chết. Nhưng nếu các bạn có thêm 2 đến 3 cái nghề nghiệp nữa thì không chết được, mà thậm chí sống giàu và sống tốt hơn rất nhiều. Thường chúng ta nghe các cụ nói như vậy, có cái câu nói như vậy: một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Nên là có rất nhiều người họ đi làm viên chức cơ quan nhà nước, họ chỉ làm viên chức cơ quan nhà nước thôi. Có những người đi làm công nhân công ty lao động, họ chỉ đi làm công ty lao động thôi. Có những người làm điều hòa như Lộc, làm nghề điện tử lạnh như Lộc, họ cũng chỉ làm một nghề này thôi. Họ nghĩ là một nghề này thật là giỏi thì họ sẽ kiếm được thật nhiều tiền, và đó là đủ. Thì nói chung là sẽ có những người đủ, sẽ có được người đủ. Nhưng Lộc muốn nói về những người giàu, nói về người giàu thì chúng ta phải có thêm một hoặc hai, và nếu có thể có thể là ba cái nghề khác mà chúng ta có thể làm ngoài giờ, làm thêm làm nếm được. Làm thêm làm nếm được, vì các bạn biết đâu được, biết đâu được cái nghề làm thêm, cái nghề tay trái nó lại còn kiếm nhiều hơn cái nghề mà chúng ta vốn dĩ vẫn tin tưởng nó mang lại sự giàu có ra hay sao, đúng không? Cho nên một nghề thì sống, đống nghề thì chết, nhưng muốn giàu phải có 2 đến 3 nghề, một 2 đến 3 nghề. Chúng ta phải nhớ như vậy, chúng ta phải nhớ như vậy. Trong cuộc sống này chúng ta mất việc biết đâu được thì sao, đúng không? Covid mất việc thì sao nếu chúng ta không có nghề tay trái? Covid mất việc thì sao? Chúng ta phải nhớ có rất nhiều điều. Chúng ta không thể nào chờ đợi vào công việc và chờ đợi vào bảo hiểm xã hội cũng như hỗ trợ xã hội mãi được. Chúng ta phải có lên có các công việc phụ. Đó là cái bí quyết thứ 5 mà mình chia sẻ các bạn. Có các bạn cảm giác lười, mệt lắm, thôi làm thêm làm nếp làm gì cho nó vất vả khổ sở ra, ok, các bạn thích thanh thản thì hãy có một cuộc sống nó đủ. Hẹn gặp lại các bạn trong tất cả video tiếp theo. Và nếu các bạn có những cái tư duy nào làm giàu, các bạn thì chia sẻ với Lộc ở cái bên dưới của video và bình luận này. Và nếu các bạn không đồng ý với những chia sẻ của Lộc, các bạn có thể cho Lộc biết. Và Lộc mong ước và chúc cho các bạn, tất cả những người xem video này, sẽ có một cuộc sống giàu có, vui vẻ và hạnh phúc.